Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Bão số 7, Hoa Mộc Lan đã tạm ngừng hoạt động, hoàn lưu còn lại chịu ảnh hưởng của mưa gió. Kính thưa quý vị khán giả, cơn bão số 7 năm nay Hoa Mộc Lan đã đổ bộ vào Suwon, Quảng Đông, nước ta vào khoảng 10 giờ 50 phút hôm qua và di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến 4 giờ 30 phút sáng nay, nó lại đổ bộ vào bờ biển Đông Bắc Việt Nam với một cơn bão nhiệt đới cấp và cường độ của nó tiếp tục suy yếu. Do cường độ của Mulan và ảnh hưởng của nó đối với đất nước của tôi đã suy yếu đáng kể, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã bỏ dở cảnh báo màu xanh vào lúc 6 giờ sáng nay và dừng đánh số Mulan vào lúc 8 giờ hôm nay. Tuy nhiên, hoàn lưu còn sót lại của nó vẫn mang lại những ảnh hưởng nhất định về gió và mưa cho bờ biển Nam Trung Quốc và Nam Vân Nam. Trong ngày hôm nay sẽ vẫn có gió mạnh từ 6 đến 7 độ ở vùng biển phía tây của các khu vực phía bắc và trung tâm biển Đông, eo biển Kyongju, vịnh Bedu, bờ biển miền Trung và miền Tây Quảng Đông, bờ biển Quảng Tây, bờ biển của đảo Hải Nam và vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Dự báo gió giật mạnh ở các khu vực trên còn tiếp tục đến khoảng chiều tối nay. Trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn có mưa to đến rất to ở Nam Vân Nam, Nam Quảng Tây, Nam Quảng Đông và các nơi khác. Mưa rất to cục bộ. Người dân ven biển Nam Trung Quốc và Nam Vân Nam vẫn cần đề phòng mưa gió. Ngoài ra, trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông cục bộ ở các khu vực phía Đông Bắc và Đông Sơn Đông, Nam Hà Bắc, Trung Sơn Tây và các nơi khác kèm theo mưa đối lưu mạnh. Như mưa to trong thời gian ngắn, cục bộ có dông và những cơn gió mạnh. Trong tuần tới sẽ có thêm 2 đợt mưa ở phía Bắc. Trong những ngày tới, mưa vừa đến mưa to đã xảy ra ở phía đông của khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và một số khu vực Đông Bắc, và sẽ có mưa vừa đến mưa to ở Bắc Sơn Tây, Trung và Bắc Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm và Sơn Đông. Có thể có mưa to đến rất to ở các nơi khác. Từ cuối tuần tới sẽ có một quá trình mưa đáng kể trong phần phía đông của Tây Bắc, Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng do ảnh hưởng của lượng mưa, các thảm họa thứ cấp như tai biến địa chất, lốc xoáy, lở núi, lũ sông vừa và nhỏ có thể xảy ra ở Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông và các hiểm họa thời tiết. Về nhiệt độ cao vào đầu tháng 8, nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc rất khắc nghiệt. Giang Sơn, Nam Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Nam và Lưu vực Tứ Xuyên đã trải qua 7 đến 10 ngày thời tiết nhiệt độ cao, trong đó nhiệt độ cao nhất ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và những nơi khác vượt quá giá trị lịch sử cực đoan. Dự báo trong 10 ngày tới vẫn còn thời tiết nhiệt độ cao dai dẳng từ phía Nam lưu vực Tân Cương và lưu vực Tứ Xuyên đến Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, và sẽ có thời tiết nhiệt độ cao định kỳ ở phía Nam Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông và những nơi khác. Ở một số khu vực, nhiệt độ có thể lên tới trên 40 độ C, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp chống say nắng và hạ nhiệt, tránh các hoạt động ngoài trời hoặc làm việc nhiều nhất có thể khi nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều. Sơn Tây hứng chịu trận mưa lớn, nhiều người bị mắc kẹt, 5 người mất lạc, một số ô tô bị lũ cuốn trôi. Gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc đã hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm. Từ tối hôm qua đến sáng ngày hôm nay, huyện Trung Dương, thành phố Luoyang, tỉnh Sơn Tây bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều ngôi nhà bị sập, đường xá xe cộ qua lại bị lũ cuốn trôi, thiên tai bị lũ bổ vây cả một công trường. Do lũ quét, 6 người công nhân bị lũ cuốn trôi, 1 người đã được tìm kiếm cứu nạn, 5 người còn lại đang tạm thời mất tích. Qua những hình ảnh tại chỗ có thể thấy trên đường phố Jinluo, huyện Zhouyang, thành phố Luoyang, tỉnh Sơn Tây, nước lũ bẩn thỉu trộn với lá cây và các mảnh vỡ khác cuộn qua và nhiều phương tiện bị cuốn trôi. Một chủ siêu thị tiết lộ vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay trời mưa to, đến khoảng 8 giờ 30 phút nước tràn vào siêu thị sâu hơn 1 mét, cuốn trôi nhiều hàng hóa, 2 ô tô đang đổ bên ngoài cũng bị lũ cuốn trôi. Dù cơn mưa đến chiều đã tạnh và nước lũ trên các tuyến phố rút dần, các tuyến đường đầy phù sa, lượng nước tích tụ trong siêu thị cũng cần được bơm thoát nước. Một người dân của thị trấn Jinluo nói với các phóng viên rằng ông đã sống ở thị trấn hơn 30 năm và chưa bao giờ chứng kiến trận lụt lớn như vậy. Nhiều cơ sở kinh doanh và nhà ở tầng 1 ngập trong lũ, xe cộ đậu bên ngoài không chỉ bị cuốn trôi mà còn va chạm với phương tiện khác. Hiện người dân thị trấn đang tham gia nạo vét, cứu trợ thiên tai.
Theo tin tức được phát hành bởi Weibo chính thức của phòng cháy chữa cháy Nui Liang, chính thầy trò của Zhong Yano. Theo tin tức của CCTV, phóng viên tìm hiểu từ huyện Trung Dương, Sơn Tây rằng từ 22 giờ ngày hôm qua đến 11 giờ hôm nay, huyện Trung Dương hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm. Theo giám sát của trạm tự động của đài quan sát khí tượng, lượng mưa tối đa là 205,8mm ở làng Baikao, thị trấn Jinlio. Và các thị trấn có tình trạng lũ lụt nghiêm trọng nhất là thị trấn Ninh Sang và thị trấn Jinlio. Ở cả thị trấn và làng mạc, nhà cửa bị sập, đường xá bị cuốn trôi, xe cộ bị cuốn trôi, đất canh tác bị nước phá hủy và một số người bị mắc kẹt. Hiện tại, quận đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 2 và đã triển khai đầy đủ công tác cứu hộ kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai và tình hình thiên tai đang được điều tra. Báo cáo cũng chỉ ra rằng tại công trường xây dựng đường cao tốc ở thị trấn Jinlio, 6 công nhân đã bị lũ quét cuốn trôi và một người đã được cứu sống. Các dấu hiệu sinh tồn của họ đã ổn định, còn 5 người vẫn đang mất tích. Mưa lớn ở Hàn Quốc đã khiến 2 công dân Trung Quốc thiệt mạng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc xác nhận rằng có 2 công dân Trung Quốc trong số các nạn nhân của trận mưa lớn ở khu vực thủ đô của Hàn Quốc. Theo bản tin CCTV, hôm qua Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chủ trì cuộc họp kiểm tra về tình hình thiệt hại của thảm họa mưa lớn và hội nghị các biện pháp đối phó liên quan đến lũ lụt và ngập lụt đô thị. Xin lỗi các nạn nhân và những người phải chịu sự bất tiện. Shin Sue cho biết, thay mặt chính phủ, ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gửi lời xin lỗi tới tất cả những người dân đã phải chịu sự bất tiện do cơn mưa xối xả. Ông cũng yêu cầu các bộ phận liên quan xây dựng các biện pháp đối phó để tái thiết nhanh chóng và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp. Số người thiệt mạng trong thảm họa mưa xối xả ở Hàn Quốc tăng lên 10 người, trong đó có 2 công dân Trung Quốc. Theo bản tin của CCTV, cảnh sát và sở cứu hỏa của Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông mất tích vào chiều hôm đó. Trước đó, người đàn ông và chị gái rơi xuống giếng bị cuốn trôi nắp cống. Hiện vẫn chưa tìm thấy chị gái. Cho đến nay, số người thiệt mạng trong thảm họa mưa lớn ở Hàn Quốc đã lên 11 người, trong đó có 2 công dân Trung Quốc. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra hôm nay, người phát ngôn Vương Văn Bân cho biết 2 công dân Trung Quốc đã thiệt mạng trong trận lũ lụt do mưa lớn ở Hàn Quốc gây ra. Sau khi biết chuyện, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã ngay lập tức xác minh tình hình với các cơ quan có thẩm quyền của chính quyền địa phương, tìm hiểu nguyên nhân, liên hệ với gia đình nạn nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả. Đồng thời, cả Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc đều có công văn nhắc nhở nâng cao nhận thức về an toàn trong nhân viên, cơ sở và doanh nghiệp trong nước để đề phòng rủi ro do mưa lớn. Để được hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng liên hệ kịp thời với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc. Mưa lớn ở Hàn Quốc đã khiến cư dân dưới tầng hầm thiệt mạng. Theo The Paper, trích dẫn báo cáo của Reuters vào ngày hôm qua, một người đàn ông Hàn Quốc 50 tuổi được giới truyền thông phỏng vấn đã dọn sạch nước trong căn nhà ở tầng hầm của mình vào ngày hôm đó, cùng với vợ và con gái. Người đàn ông phân loại đồ điện, đồ đạc, sách vở, thậm chí cả bộ đồ ăn ở nhà rồi đem ra ngoài phơi để tiết kiệm đồ đạc nhất có thể. Reuters chỉ ra rằng, mặc dù mưa lớn và lũ lụt cũng gây ra bất tiện và thiệt hại tài sản cho các khu vực giàu có của Seoul như Gangnam, nhưng lũ lụt đã giết chết hy vọng kiếm sống cuối cùng của những cư dân ở những ngôi nhà bán tầng hầm. Theo Chosun Ibo, lượng mưa hàng ngày ở Seoul lên tới 380mm. Đây là lượng mưa cao nhất trong một ngày ở Seoul kể từ 102 năm qua. Được biết, một công chức khoảng 60 tuổi ở Seoul đã tử vong khi đang làm việc dưới trời mưa lớn. Nguyên nhân tử vong được nghi ngờ là do điện giật. Vào khoảng 21 giờ ngày hôm đó, 3 công dân Seoul bị mắc kẹt trong tầng bán hầm đã tử vong. Cùng ngày tại Quảng Châu, Gyeonggi-do, một trạm xe buýt bị sập khiến một người dân thiệt mạng. 2 người khác mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi. Theo Reuters, bà Shin Sue cho biết cần thực hiện các biện pháp cải thiện an toàn nhà ở để bảo vệ người già, người nghèo, người tàn tật và các gia đình sống trong các tầng hầm. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của Tin Mới.